Bạn đang mở trang trại chăn nuôi thủy sản, cần sản xuất số lượng lớn cám viên nổi, cám chìm, thậm chí là cả cám thường cho vật nuôi ăn. Bạn đang tìm kiếm các dòng sản phẩm có thể hỗ trợ tự sản xuất cám viên nổi ngay tại nhà. Bạn cần tìm kiếm dòng máy làm cám dành cho các hộ gia đình hay các dòng máy dành cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn. Bạn đang phân vân lựa chọn dòng sản phẩm máy phù hợp với nhu cầu và chưa biết mình cần phải đầu tư chi phí bao nhiêu mới là đủ. Vậy thì quý vị tuyệt đối đừng vội tắt video này, bởi vì ngay sau đây Bình Quân Group sẽ đem đến cho quý vị tất cả các dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi hiện đại đang có mặt trên thị trường hiện nay đến từ thương hiệu Bình Quân Group. Và trong video ngày hôm nay, Bình Quân Group xin đem tới cho quý vị 4 dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi hiện có tại Bình Quân Group. Và bạn sẽ phù hợp với những dòng sản phẩm nào? Dòng sản phẩm dành cho các hộ gia đình hay là các dòng sản phẩm dành cho trang trại quy mô vừa và lớn? Trong video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ giới thiệu cho quý vị. Và dòng sản phẩm đầu tiên mà Ngọc Nga muốn giới thiệu tới quý vị đó chính là chiếc máy đun viên thức ăn chăn nuôi 40k một pha, là dòng máy làm cám viên nổi phù hợp với mọi hộ chăn nuôi thủy hải sản. Với dòng sản phẩm này thì trong vòng 1 giờ bà con có thể làm ra lên tới 40 cân cám viên nổi, cám chìm và cả cám thường các loại với đa dạng kích cỡ khác nhau theo mặt sàng lắp đặt cho máy. Như vậy trong vòng 1 ngày thì bà con có thể làm ra được số lượng lớn cám viên nổi lên tới vài tạ cám viên. Là dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi một pha nên mọi hộ chăn nuôi có nhu cầu sử dụng và lắp đặt nguồn điện thì đều có thể sử dụng máy. Máy thì hiện tại đang được lắp đặt bộ đôi 2 động cơ 3,5 kW một pha của hãng Toàn Phát. Là dòng máy ép cám viên nổi thế hệ mới, máy đun viên thức ăn chăn nuôi 40k được thiết kế một tủ điều khiển riêng biệt, bao gồm các loại công tắc, đèn báo, núm vặn điều chỉnh tốc độ toa bón và dao cắt, được ghi chú rõ ràng bằng tiếng Việt, sẽ giúp bà con dễ dàng vận hành máy chỉ với một nhân công. Và hiện tại mức giá bán của dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 40k một pha tại xưởng sản xuất đang là 46.500.000 đồng. Cùng với đó, khi mua máy, quý vị sẽ nhận được một bộ quà tặng giá trị bao gồm 2 mặt sàng và 2 vỏ rửa máy, quý vị có thể tham khảo ạ. Và ngoài phiên bản máy đun viên thức ăn chăn nuôi 40k một pha ra thì Bình Quân Group còn có cho ra mắt phiên bản máy đun viên 40k lắp đặt động cơ 7,5 kW 3 pha với mức giá 50 triệu đồng. Và phiên bản máy đun viên thức ăn chăn nuôi 40k phiên bản lắp đặt đầu nổ D15 với mức giá 55 triệu đồng, tùy theo nhu cầu của bà con có thể lựa chọn đặt mua. Và nếu như dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 40k một pha chưa đáp ứng đủ nhu cầu năng suất của quý vị, vậy thì xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm thứ hai với tên gọi máy đun viên thức ăn chăn nuôi 80k, là dòng máy làm cám viên nổi cho năng suất cao. Dòng sản phẩm này sẽ phù hợp cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ có lắp đặt nguồn điện 3 pha. Cũng giống như dòng sản phẩm máy đun viên 40k, khi sở hữu dòng sản phẩm này, bà con cũng có thể sản xuất 3 loại cám viên nổi, cám chìm và cám thường với đa dạng kích cỡ dành cho mọi loại vật nuôi, có kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn. Trung bình 1 giờ làm việc chỉ với một nhân công, bà con có thể làm ra lên tới 80 cân cám viên các loại chỉ với dòng sản phẩm này, phục vụ nhu cầu sản xuất thức ăn viên dành cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Máy cũng được lắp đặt hệ thống tủ điện riêng biệt, giúp cho động cơ của máy được bảo vệ tốt hơn, hạn chế tối đa hiện tượng chập cháy khi xảy ra sự cố quá tải. Bà con có thể yên tâm khi sử dụng dòng sản phẩm của chúng tôi. Hiện tại, máy đang được lắp đặt động cơ 11 kW 3 pha của hãng Toàn Phát, đảm bảo 100% dây đồng. Và mức giá bán tại xưởng cho dòng sản phẩm này đang là 60 triệu đồng. Khi quý vị đặt mua máy, quý vị cũng sẽ nhận được một bộ quà tặng giá trị bao gồm 4 mặt sàng và 2 vỏ rửa máy, quý vị có thể tham khảo ạ. Ngoài ra, nếu bà con ưa thích phiên bản máy ép cám viên nổi 80k nhưng lại không có nguồn điện 3 pha mà chỉ có nguồn điện dân dụng 220V, bà con có thể tham khảo phiên bản máy đun viên thức ăn chăn nuôi 80k lắp đặt đầu nổ D24 có bộ đề với năng suất vẫn đạt 80 cân trên 1 giờ với mức giá bán hiện tại đang là 65 triệu đồng. Vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu năng suất của quý vị ư? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sang dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi thứ ba, là dòng máy ép cám viên nổi đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất vào những năm 2020 với tên gọi máy đun viên thức ăn chăn nuôi 100k. Là dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi cỡ lớn ra đời sớm nhất tại Bình Quân Group, ngay từ hồi đầu mới ra mắt đã tạo ra cơn sốt trên khắp toàn quốc. Với dòng sản phẩm này thì bà con đã có thể làm ra được đa dạng các loại cám viên nổi, cám chìm, cám thường với đa dạng kích cỡ. Năng suất 1 giờ ép có thể lên tới 100 cân cám viên các loại mà chỉ cần một nhân công vận hành máy. Với thiết kế hiện đại, vận hành đơn giản, khả năng làm việc hiệu quả, đem lại năng suất cao,
Máy ép cám viên nổi 100G suốt thời gian qua luôn là dòng máy ép cám viên nổi bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam. Máy cũng được thiết kế với một bảng điều khiển hiện đại, phía trên thân máy, phía dưới là phần tủ điện, bên trong được thiết kế phần động cơ, bảng điện và hệ thống biến tần trong gầm máy, nên dễ hạn chế va chạm hay do nhiễm điện, gây nguy hiểm cho bà con trong quá trình sử dụng máy. Máy đun viên thức ăn chăn nuôi 100K hiện tại đang được lắp đặt động cơ chính 15kW 3 pha của hãng Toàn Phát, đảm bảo 100% dây đồng. Và mức giá bán tại xưởng cho dòng sản phẩm này đang là 64 triệu đồng. Ngoài ra, khi quý vị đặt mua dòng máy này sẽ nhận được một phần quà trị giá hàng triệu đồng, bao gồm 9 mặt sàng, 20 dao cắt cám và 2 vỏ rửa máy. Quý vị có thể tham khảo ạ. Cuối cùng, Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi năng suất cao nhất hiện có tại Bình Quân Group cũng như trên thị trường hiện nay. Dòng sản phẩm với tên gọi máy đun viên thức ăn chăn nuôi 150K. Là dòng máy làm cám viên nổi dành cho các trang trại chăn nuôi thủy hải sản quy mô lớn hay các đơn vị sản xuất chế biến cám viên. Dòng máy đun viên 150K với năng suất 1 giờ làm việc có thể lên tới 150 cân cám viên các loại. Như vậy, trong vòng 1 ngày nếu sản xuất liên tục, bà con có thể làm ra lên tới được cả tấn cám viên các loại. Và cũng giống như các dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi hiện tại của Bình Quân Group, thì ngoài là dòng sản phẩm chuyên dùng làm cám nổi ra, máy còn được rất nhiều bà con tận dụng làm cám chim, làm cám thường cho ếch lươn hay là làm cám cho gà, lợn, vịt mà không gặp bất cứ khó khăn nào cả. Tuy là dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi cỡ lớn nhưng với máy đun viên 150K vận hành cũng vô cùng đơn giản. Như bà con quan sát có thể thấy được, chỉ với một nhân công thao tác trên bảng điều khiển là đã có thể tiến hành làm ra số lượng lớn cám viên. Và hiện tại, dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 150K đang được lắp đặt động cơ chính 22kW 3 pha. Mức giá bán tại xưởng cho dòng sản phẩm này đang là 90 triệu đồng. Và khi quý vị đặt mua dòng sản phẩm này, quý vị sẽ nhận được một phần quà trị giá hàng triệu đồng, bao gồm 9 mắt sàng, 20 dao cắt cám và 2 vỏ rửa máy. Quý vị có thể tham khảo ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, và vừa rồi là 4 dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi hiện có tại Bình Quân Group. Với các dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi hiện có tại Bình Quân Group sẽ hỗ trợ quý vị sản xuất cám viên nổi trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Dù là quý vị cần các dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi cỡ lớn dành cho các trang trại chăn nuôi thủy hải sản hay là các cơ sở sản xuất chế biến, chúng tôi cũng sẽ có cho quý vị. Và nếu quý vị muốn sử dụng các dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi làm cám viên ngay tại nhà dành cho mọi hộ chăn nuôi, chúng tôi cũng có các dòng sản phẩm phù hợp cho quý vị. Đến đây thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Vừa rồi Ngọc Nga đã giới thiệu cho quý vị 4 dòng sản phẩm máy ép cám viên nổi, cùng với đó là công bố giá bán cho quý vị có thể nắm rõ hơn. Và nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về 4 dòng sản phẩm ngày hôm nay, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chúc tất cả quý vị, bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.